Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục nói về bóng chuyền Nhật Bản. Đội bóng chuyền Nhật Bản đã có trận giao hữu với đội bóng số 1 thế giới và mang về chiến thắng 3 sao. Phải nói rằng bóng chuyền nam Nhật Bản đang bước vào thời kỳ đỉnh cao với sự góp sức của bộ ba Yuji Nishida, Yuki Ishikawa và Ran Takahashi. Đây là ba cái tên đã làm mưa làm gió tại làng bóng chuyền thế giới trong vài năm trở lại đây. Ba chàng trai này đã đưa Nhật Bản bước lên một tầm cao mới khi đánh bại đội tuyển Brazil, đội bóng số 1 thế giới với tỷ số 3-0, 25-19, 39-37, 25-22. Mặc dù đây chỉ là trận giao hữu, nhưng cả hai đội đều cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm. Chiến thắng này đã giúp các chàng trai Nhật Bản tự tin hơn trước khi bước vào vòng loại của giải đấu Volleyball Nations League 2022 nội dung nam diễn ra vào sắp tới. Nói về giải bóng chuyền nam Volleyball Nations League là một giải bóng chuyền quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia là thành viên của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế FIVB, cơ quan quản lý bóng chuyền toàn cầu. Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất thế giới tranh vị trí tối cao của Volleyball Nations League. Phiên bản năm 2022 sẽ là sự kiện lớn đầu tiên dành cho các nhà đương kim vô địch Olympic, đội tuyển Pháp và các đội giành huy chương tại Tokyo 2020. 16 đội bóng chuyền nữ hàng đầu thế giới hiện tại: Brazil, Ba Lan, Pháp, Ý, Argentina, Mỹ, Slovenia, Serbia, Iran, Nhật Bản, Canada, Đức, Bulgaria, Trung Quốc, Australia và Hà Lan. Châu Á có hai đại diện tham dự là Nhật Bản xếp thứ 11 và Trung Quốc đứng thứ 22.